Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay ngày mới, chúc các bạn một ngày mới luôn vui vẻ nha. Nay xem coi con gái mình làm món gì nè, đãi nè, đãi cha nè. Ủa, đang lột gì con gái? Tôm. Tôm hả? Làm món gì đó? Bún. Làm bún luôn hả? Nước lèo. Nay là bún nước lèo cho cha ăn phải không? Đúng không? Rồi, cái này là sau khi nấu nước sôi, chúng ta bắt đầu bỏ mắm vào nha. Đây, đang lược mắm nè. Phải lược cho kỹ nha các bạn. Chứ nếu không xương không rồi nha. Đây là mắm quê người ta thường gọi là mắm bò hóc nha. Đây, đây là tôm nè. Món tôm con gái mới vừa lột xong nè. Cá lóc nè. Và quýt nha. Chuẩn bị cho mình ba món nè. Đây là món đặc sản của miền Tây là bún nước lèo nha các bạn. Đây là chỉ chuẩn bị thôi, chưa có nấu xong nha. Thì cá này là mình sẽ lấy xương bỏ nha, mình chỉ lấy thịt thôi, không có dùng xương. Này là mình chưa có làm, đang chuẩn bị, mới chuẩn bị thôi. Sắp rồi, sắp hoàn thành rồi nha các bạn. Đây là món đặc sản khó kiếm rồi nha, ở miền Tây mới có nè. Bún nước lèo miền Tây, còn mình gọi là mắm bò hóc cũng được. Mắm bò hóc đó. Cái này là mắm bò hóc hả? Rồi, bỏ huyết vô. Mình nấu nước mắm xong rồi là mình bỏ huyết vô nè. Rồi, đây là tôm nha. Thấy hấp dẫn chưa các bạn? Đây chỉ mới có tôm nè. Xong đây là gồm có tôm nè, huyết nè, mắm nè. Còn thiếu cá nữa nha. Cá để mình lấy cá rút xương vô ra, xong nữa mình sẽ bỏ cá lóc mình luộc sẵn á, xong rồi mình bỏ vô luôn nha các bạn. Hấp dẫn nha. Rồi, giờ mình bỏ thêm cá vô nữa nha các bạn. Rồi, đây cá lóc mình lấy xương ra nè. Này là chỉ còn lại thịt thôi nha. Rồi, đây sắp trở thành một nồi bún nước lèo. Hay mình có thể gọi là bún cá gì cũng được nha. Đây là bún miền Tây, đặc sản của miền Tây. Rất là hấp dẫn nha các bạn. Ồ, cá nè, tôm nè, huyết nè. Hình như trong đây có xả nữa không?
xả này nha các bạn, phụ xả vô nữa là mình bầm xả mình bỏ vô đây nữa cho nó thơm nữa nha, chứ không có xả là không có ngon đâu nha. Rồi mình xả mình bầm chung với củ ghiền mình bỏ vô trong đây luôn nha, bầm nhuyễn vào. Đó, rất là hấp dẫn nè. Sắp rồi nha, sắp hoàn thành nồi bún nước lèo miền Tây rồi nha các bạn. Đó. Đây, đây là rau nha, chuẩn bị rau nha các bạn. Rau này gồm có rau thơm các loại luôn nha. Đây là bắp chuối mình sắc nhỏ ra nè. Mình thấy hấp dẫn không? Đây là bún, này là chuẩn bị cho ca làng ăn luôn nha. Hẹ luôn nè. Rồi giá nè. quá trời, rau không quá trời. Cái này là có trộn chung không? Hay để riêng luôn? Cái này là để riêng từng món nha các bạn. Thì ai thích ăn nào thì tự bỏ vô. Đây là để riêng hết. Còn thường ở quán người ta bán là người ta sẽ trộn chung cho nó gọn, xong rồi người ta bỏ vô cho mình thôi. Còn nếu ở nhà mình làm thì mình để riêng như vậy. Tại vì có những người thích ăn giá, có những người không thích ăn giá, hoặc là có những người thích ăn bắp chuối không thích ăn giá, cho nên là mình phải để riêng như thế này nha. Rồi, bún nước lèo đã hoàn thành nha các bạn. Giờ bắt đầu mình trải nghiệm nha. Đây, giờ mình cái ít đi. Mình trải nghiệm, mình ăn thử cái ít xem ăn thế nào. Rau nè. Bây giờ mình vô bếp luôn nha, mình trải nghiệm tới bếp luôn. Rất hấp dẫn nha các bạn ơi, rất là hấp dẫn nè, cá tôm quá trời luôn nè. Wow, quá hấp dẫn nha các bạn, quá ngon. Đây, thế là xong, mời các bạn cùng ăn nha, trải nghiệm với mình xem bún ngon không nha. Đây là bún nước lèo miền Tây nha, rất là hấp dẫn nha các bạn. Khá là ngon luôn nè, ngon quá luôn. Ngon, ngon thiệt. Đây là quyết nè. Tôm nè, ngon quá các bạn ơi. Các bạn về miền Tây mình sẽ nấu cho các bạn ăn nha. Đây, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video bún nước lèo miền Tây của mình nha. Chúc các bạn năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye.